Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau khi được nghỉ ngơi ở trận đấu mở màn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận đối đầu quan trọng với đội tuyển Indonesia vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là trận đấu bản lề, nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rộng đường tính toán cho hai trận đấu còn lại gặp Malaysia và Ả Rập Thống Nhất. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong hơn một năm qua khi các giải đấu phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Trước khi bước vào trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 3 tuần tập luyện với sự nỗ lực hết sức mình của các cầu thủ và ban huấn luyện. Tất nhiên, mục tiêu 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. Tuy nhiên, Indonesia hiện nay đã khác so với những trận thua bạc nhược ở lượt đi. So với thời điểm huấn luyện viên Simon dẫn dắt, Indonesia đã thi đấu quả cảm hơn và có đường nét rõ ràng hơn. Điều đó đến là bởi vì đội tuyển Indonesia đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên tài năng, đó là ông Shin Tae-jang, người từng giúp đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vượt qua đội tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup năm 2018. Ngoài ra, hiện tại Indonesia đang sở hữu những cầu thủ tài năng như Ivan Dimas, Egy Maulana, Op Van der Hoey. Đây là những cầu thủ đã để lại rất nhiều ấn tượng tại SEA Games 30 vừa qua. Với một đội hình trẻ khỏe, giàu triển vọng cùng một huấn luyện viên tài năng, họ đã khiến Thái Lan phải ôm hận. Các cầu thủ cũng như truyền thông của Indonesia đang tỏ ra rất lạc quan trước trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thậm chí báo Indonesia còn có một bài viết so sánh về hai huấn luyện viên trưởng, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-jang. Cụ thể, mới đây tờ Bola Sport đã tự tin nói rằng đội tuyển Indonesia có thể giành được thành tích tốt trước đội tuyển Việt Nam bởi lẽ huấn luyện viên Shin Tae-jang có đẳng cấp cao hơn so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhật báo của Indonesia đã viết rằng huấn luyện viên Shin Tae-jang có đẳng cấp cao hơn so với người đồng nghiệp bên phía đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, huấn luyện viên Shin Tae-jang từng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Seongnam Ehwa Chunma rất thành công. Ông đã giúp câu lạc bộ này giành chức vô địch AFC Champions League vào năm 2010. Sau đó, ông đảm nhận công tác trợ lý huấn luyện viên, dẫn dắt các đội tuyển U20 và U23 của Hàn Quốc, rồi huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc từ năm 2017. Trong đó, ông tạo được tiếng vang khi giúp đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng trước đội tuyển Đức ở vòng chung kết World Cup năm 2018. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Ông chỉ đảm nhận việc trợ lý đội tuyển quốc gia vào năm 2000 trước khi có thời gian ngắn ngủi dẫn dắt đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ở cấp độ câu lạc bộ, huấn luyện viên Park Hang-seo không gặt hái được thành công nào ở các câu lạc bộ như Gyeongnam hay Changwon City. Ông chỉ bắt đầu có được thành công khi làm việc tại Việt Nam. Trong khi đó, tờ Indosport mới đây đã một lần nữa đăng tải một bài viết với tiêu đề chắc chắn sẽ khiến tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam không thể vui lòng. Và cụ thể thì bài báo này đã có đoạn như sau. Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo dường như quá tự tin vào khả năng đánh bại đội tuyển Indonesia ở bảng G vòng loại World Cup năm 2022. Ông ấy đã nói rằng, tôi đã dồn lực cho trận đấu với Indonesia. Nếu không đạt được kết quả tốt, tôi sẵn sàng xách vali trở về Hàn Quốc. Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo dám nói những lời như vậy bởi ông đã nghiên cứu kỹ sức mạnh của đội tuyển quốc gia Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-jang. Có thể ông ấy sẽ bị sa thải nếu ông đánh bại được đội tuyển quốc gia Indonesia. Không chỉ truyền thông và người hâm mộ đến từ Indonesia, các cầu thủ của Indonesia cũng đã tỏ ra rất tự tin một cách thái quá. Cầu thủ Kadek Agung, một cầu thủ của đội tuyển Indonesia đã nói rằng đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi đang có tinh thần rất tốt. Tinh thần tốt đó giúp đội tuyển Indonesia sẽ giành điểm trước Thái Lan. Đó có thể là nền tảng để chúng tôi tiếp tục chơi tốt và hoàn toàn có cơ hội để giành kết quả có lợi trước đội tuyển Việt Nam. Tôi và các đồng đội sẽ cùng nhau nỗ lực giành trọn 3 điểm, đó là mục tiêu cao nhất. Trận đấu với Thái Lan không dễ dàng khi chúng tôi thủng lưới trước. Nhưng đội tuyển Indonesia đã thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm giành điểm. Với sự nỗ lực và phong độ tốt nhất của toàn đội, chúng tôi có thể giành được những kết quả như vậy trước đội tuyển Việt Nam. Thực sự trước một trận đấu tự tin là rất tốt. Nhưng việc tự tin thái quá như đội tuyển Indonesia chỉ cho thấy họ đang e sợ đội tuyển Việt Nam của chúng ta mà thôi. Còn nhớ tại trận chung kết SEA Games diễn ra vào năm 2019, từ huấn luyện viên, cầu thủ, người hâm mộ, truyền thông và thậm chí cả quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phát biểu đầy mạnh mẽ. Nhưng rút cuộc, họ đã thua đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta một cách tâm phục và khẩu phục. Huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta nổi tiếng là người ít phát biểu, kiểu coi thường đối thủ.
ông luôn khiêm nhường trong mọi tình huống. Nhưng khi các đội tuyển của chúng ta đối đầu với các đội bóng khác, thầy Park luôn cùng các cầu thủ thể hiện được tài năng cũng như đẳng cấp của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng trong trận đấu sắp tới, điều tương tự cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Người xưa có câu, ngựa non háo đá, nếu áp vào những lời nói của báo chí cũng như các cầu thủ và huấn luyện viên của Indonesia ở thời điểm hiện tại có lẽ là hoàn toàn đúng. Trở lại với trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, về thành tích đối đầu, trong hai trận đối đầu gần nhất trên phương diện đội tuyển quốc gia, chúng ta đã toàn thắng cả hai trận. Về thành tích gần đây, đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đang tỏ ra vượt trội hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, những thành tích đó đã là quá khứ và hiện tại mỗi đội tuyển đã có những sự thay đổi nhất định. Về tỷ lệ châu Á mà chúng tôi tham khảo được, hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang chấp Indonesia 1/1/2 bóng. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ thay đổi trước giờ bóng lăn. Nếu xét về mức chấp như thế này, đây rõ ràng là một mức chấp khá thấp nếu chúng ta nhìn vào tỷ lệ chấp này của Thái Lan với Indonesia ở trận đấu mở màn. Ở trận đấu đó, tỷ lệ châu Á là Thái Lan chấp Indonesia 1/3/4 bóng. Tuy nhiên, có lẽ các chuyên gia châu Á cũng có lý do khi giảm mức chấp này của Việt Nam bởi vì Indonesia đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trước Thái Lan. Theo nhận định của chúng tôi, nhìn vào mức cân bằng bóng như thế này, rất có thể đội tuyển Việt Nam của chúng ta có một trận đấu khá vất vả trước Indonesia và nhiều khả năng chúng ta sẽ khó có thể giành được chiến thắng cách biệt trước đội tuyển Indonesia. Nhìn vào thực lực hiện tại và những thông số chúng tôi tham khảo, chúng tôi dự đoán rằng Việt Nam sẽ có một chiến thắng sát nút trước Indonesia hoặc ít nhất là một trận hòa. Tuy nhiên, trên phương diện của chúng tôi hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được 3 điểm. Và nếu phải dự đoán một tỷ số, chúng tôi sẽ dự đoán tỷ số 1-0 hoặc 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Phần tin tiếp theo, Soạn Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin đội tuyển Việt Nam chính thức mất huấn luyện viên đẳng cấp thế giới vì thiếu tiền. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin nhận được, huấn luyện viên Philippe Jonsier sẽ thôi không làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Theo đó, ông sẽ trở về Pháp trong vài ngày tới. Theo ông Lê Hoài Anh, thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Jonsier đã chính thức hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và không có thêm bất cứ bản hợp đồng gia hạn nào. Trước khi hết hợp đồng làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Philippe Jonsier đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Trước đó, vào năm 2018, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nhật Bản trở thành cố vấn chiến lược và sau đó chính thức là giám đốc kỹ thuật của PVF. Vào năm 2019, huấn luyện viên Philippe Jonsier trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam và giúp đội vượt qua vòng loại U19 châu Á năm 2020. Việc huấn luyện viên Philippe Jonsier không còn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam là một điều bất ngờ lớn, bởi lẽ chỉ cách đây không lâu thì vị chiến lược gia này còn chỉ ra rằng có nhiều kế hoạch để phát triển đội tuyển U19 Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Philippe Jonsier là chiến lược gia đẳng cấp nhất từng đến Việt Nam làm việc. Ông có biệt danh là Phù Thủy Trắng bởi tài năng và những di sản lớn để lại cho những nền bóng đá đã làm việc, từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia tham dự 2 kỳ World Cup năm 1998, 2002 cùng tuyển Nam Phi và Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soạn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.